Thưa quý vị, theo Bộ Y tế thì trong đợt làn sóng bùng dịch thứ tư này đã lan rộng ra 62 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước và nhiều tỉnh thành phố cũng đã phải thực hiện giãn cách xã hội và nhiều người phải cách ly y tế. Khi mà dịch bệnh đã ở trong cộng đồng thì rất nhiều người có tâm lý e ngại đi khám bệnh bởi đây là một môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hoặc là có những người thuộc diện F2, F1 phải cách ly ở nhà và không thể tới với các cơ sở khám chữa bệnh. Trước thực tế này thì hệ thống khám bệnh online là một giải pháp hữu hiệu để người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi mà được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Lâu nay thì cái tình trạng của em là em bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn, đứng lên ngồi xuống thì hay bị khó thở và cảm thấy là mệt mỏi. Thì em không biết là em có biểu hiện bệnh như thế thì là do huyết áp của em hay là do em bị nhiễm Covid hay như nào không ạ? Vừa có bệnh lý nền, lại vừa phải cách ly y tế nên chị Ngọc Hà rất hoang mang. Tuy nhiên khi kết nối tới hệ thống khám bệnh online, sau 30 phút tư vấn của các bác sĩ, chị đã dần ổn định tâm lý. Đặc biệt, buổi khám bệnh này hoàn toàn miễn phí. Thì chất lượng hình ảnh hay là những cái chất lượng giọng nói và âm thanh của bác sĩ thì rất là tốt. Thế nên là tôi cảm thấy là được bác sĩ tư vấn online thì cảm giác rất là thoải mái và rất là tiện trong mùa Covid này ạ. Hệ thống khám bệnh online mà chị Hà lựa chọn thông qua ứng dụng iShopCare trên các thiết bị thông minh. Theo đó, người bệnh có thể đăng ký, chọn bác sĩ, khung giờ để thuận lợi cho việc khám và tránh việc quá tải. Hiện hệ thống này đang được triển khai miễn phí trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn bác sĩ tại hơn 40 cơ sở y tế. Trung bình, mỗi tuần nền tảng này hỗ trợ thành công tới hơn 1.500 lượt khám. Bây giờ nếu như ví dụ đang thực hiện nghị 16 thì không có cách nào để đến cả. Vậy thì người ta sẽ đến bằng cách nào? Thì chúng tôi nói nối dài cái đó, thậm chí là kê đơn ở trên cái app này. Và chúng tôi còn suy nghĩ rằng là những trường hợp như thế có thể phải ship được thuốc đến cho người bệnh. Đấy, nhưng mà với F1, F0 bây giờ là chúng tôi vận động các bác sĩ là sẽ không nhận phí. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, số ca lây nhiễm ngày càng cao, rất nhiều trường hợp F0 sau khi điều trị và F1 phải cách ly theo dõi tại nhà. Thì hệ thống khám bệnh online sẽ là cánh tay nối dài, giúp bệnh nhân có thể tiếp cận với chuyên gia y tế một cách nhanh chóng nhất. Cái hình thức này đặc biệt là có lợi cho những bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân có F0 mà có tải lượng virus thấp, thì bệnh nhân mà được y tế cho phép là theo dõi tại nhà sau thời gian điều trị, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân mà có cái nghi ngờ, giống như bệnh nhân tôi vừa khám, thì giúp cho bệnh nhân sẽ được gặp trực tiếp các chuyên gia y tế, được tư vấn rõ ràng, và bệnh nhân qua đấy thì bớt được cái hoang mang. Trong thời đại 4.0 và mùa đại dịch, khám bệnh qua mạng được đánh giá là tức thời và hợp lý. Hiện hàng nghìn nhân viên y tế đã tình nguyện tham gia hệ thống này. Nhờ vậy, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trong khi đó, các bệnh viện, môi trường có nguy cơ lây nhiễm dịch cao nhất, có thể hạn chế ngăn chặn dịch từ bên ngoài, bảo đảm an toàn cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.